Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, theo quý vị, vận xui là như thế nào? Theo nghiên cứu của các chuyên gia tử vi học cho rằng, vận xui là một sự an bài đã được ông trời sắp đặt trước cho mỗi người. Trong lá số ngày hôm nay, những gia chủ gặp xui xẻo là do đến thời vận, gặp năm xui tháng hạn, xung khắc với những thời điểm xấu. Theo đó, trong ngày 17 tháng 9 âm lịch tới đây, vận xui bắt đầu đeo bám theo những con giáp này, khiến vận số của họ đi xuống tận đáy, tận cùng của xã hội, không ngóc đầu lên được. Không chỉ tiền bạc đội nón ra đi, mà vạn sự cũng gặp phải bế tắc, thậm chí là tán gia bại sản, bán nhà trả nợ, gia đình ly tán. Chắc hẳn quý vị đang lo lắng, thắc mắc liệu mình có nằm trong những con giáp xui xẻo này hay không? Kênh Phong thủy Gia Cát sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Con giáp xui xẻo đầu tiên trong ngày hôm nay là những người tuổi Thìn. 1. Tuổi Thìn chịu ảnh hưởng bởi cục diện tương xung, tuổi Thìn dễ gặp xui xẻo trong ngày. Mối quan hệ với đồng nghiệp không được tốt do mâu thuẫn, bất đồng quan điểm, thậm chí có người còn bị chơi xấu sau lưng. Nguyên nhân ban đầu có thể do cách ăn nói của bạn gây ra hiểu lầm. Nếu con giáp này khéo léo hơn trong ứng xử, dùng thái độ khiêm tốn trong quá trình trao đổi với đối phương thay vì lên giọng áp đặt, rắc rối đã không xảy ra. Không ai muốn là người bị sai khiến hay điều khiển, bạn nên điều chỉnh lại bản thân trước khi trách móc người khác. Tin tích cực là thời gian này, nguồn thu nhập của tuổi Thìn khá ổn định. Lúc này bạn nên có những kế hoạch phù hợp để sử dụng các khoản tiền bạc dư dôi. Ngoài việc tiết kiệm một phần để đề phòng khi đau ốm, bệnh tật, thì bạn cũng có thể đầu tư thêm để tiền bạc tiếp tục sinh sôi nảy nở. Để hóa giải vận đen và chiêu mới may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Con giáp thứ hai xui xẻo trong ngày hôm nay đó là những người tuổi Mùi. 2. Tuổi Mùi gặp cục diện tương phá sẽ không có lợi cho các dự định, mưu tính của người tuổi Mùi. Công danh sự nghiệp có phần chững lại, thậm chí còn có dấu hiệu sa sút nhiều. Có thể có kẻ tiểu nhân nắm bắt được sơ hở của bạn và tìm cách lợi dụng để phá hoại vị trí hiện tại của bạn hiện nay. Con giáp này cũng không nên chủ quan trong chuyện tiền bạc như là cho người khác vay tiền hoặc vội vàng tin theo những lời dụ dỗ ngon ngọt mà đầu tư vào những nơi nguy hiểm. Nếu không thận trọng thì bạn sẽ phải trả giá bằng việc tiền bạc hao hụt không ít. Để hóa giải vận đen và chiêu mới may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Ở phương diện tình cảm, bạn đang có đôi chút phụ thuộc vào người ấy mà đánh mất bản thân mình. Không chỉ không biết yêu thương bản thân mà còn khiến người ấy thấy ngột ngạt vì bị kiểm soát quá chặt chẽ. Sự bó buộc khiến đối phương mệt mỏi, chuyện tình cảm dễ tan vỡ. Con giáp xui xẻo tiếp theo đó là những người tuổi Dậu. 3. Tuổi Dậu Tuất Dậu tương hại, tuổi Dậu được nhắc nhở không được chủ quan trong bất cứ tình huống nào, đặc biệt là vấn đề liên quan đến tiền bạc. Con giáp này có thể sẽ phải trải qua một ngày đầy căng thẳng với những rắc rối liên quan đến chuyện tiền bạc hoặc giấy tờ, sổ sách tài chính. Chỉ cần một con số sai thôi là không thể lường trước được điều gì rồi. Những mưu tính công việc ở thời điểm này cũng trở nên khó khăn và trắc trở hơn với bản mệnh. Mọi việc đã lên kế hoạch bỗng chốc đổ vỡ khiến bạn không kịp trở tay. Điều này sẽ dẫn đến những hao tổn về tiền bạc cũng như khiến tinh thần bạn sa sút nghiêm trọng. Để hóa giải vận đen và chiêu mới may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. May mắn là tình cảm hiện tại cũng tiến triển tốt đẹp, suôn sẻ. Thổ sinh kim mang tới nhiều cung bậc cảm xúc ngọt ngào giữa cả hai. Đừng quá lo lắng nếu cả hai khúc mắc, bởi đó chỉ là chút gia vị cho tình yêu của hai bạn mà thôi. 4. Tuổi Tý gặp cục diện thủy thổ xung khắc, chuyện tình cảm của tuổi Tý vẫn tồn tại nhiều vấn đề khiến bạn đau đầu.
Bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi luôn hy sinh nhiều cho tình yêu, nhưng bạn không nhận được những gì xứng đáng thuộc về mình. Bên cạnh đó, chính tài xuất hiện mang tới cho tuổi Tý những cơ hội để sớm cải thiện nguồn thu nhập hiện tại của mình. Các kế hoạch kiếm tiền của con giáp này được tiến hành khá trôi chảy, kinh doanh buôn bán đều có lời lãi, thu lộc về tay. Những người làm công ăn lương cũng có lộc trời ban. Thực ra đây cũng là thành quả sau một thời gian chăm chỉ làm việc của bạn, chứ không chỉ dựa vào may mắn. Bạn nên duy trì phong độ hiện tại thật lâu để đường tiến thân thêm nhẹ nhàng. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Con giáp xui xẻo tiếp theo ta xét đến là những người tuổi Sửu. Năm tuổi Sửu. Trong thời gian này, tuổi Sửu được khuyên nên thận trọng trong chuyện tiền bạc, kẻo vướng vào họa hao tài trong ngày kiếp tài chiếu mệnh. Nhiều chuyện tưởng chừng như xong xuôi, chỉ còn chờ tới lúc thu tiền về tay thì bỗng trục trặc vào phút cuối khiến tiền bạc có nguy cơ tiêu tan. Bản mệnh nên tự nhắc nhở bản thân không được lơ là, làm mất cảnh giác trước bất cứ vấn đề gì liên quan đến tài chính. Trước khi đặt niềm tin cũng phải xem người đối diện là người ra sao, chớ nên cả nể. Hãy coi như đây là bài học đắt giá để không sai lầm thêm một lần nào nữa. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Tình cảm cũng có dấu hiệu sa sút. Con giáp này ngày càng bất lực trong việc chung tay xây đắp mối quan hệ khi mọi thứ vẫn luôn chỉ có mình bạn nỗ lực. Hôm nay bạn chẳng muốn làm gì lãng mạn hay bày tỏ yêu thương với ai cả. 6. Tuổi Hợi. Gặp phải cục diện ngũ hành xung khắc khiến tình cảm không được tốt đẹp như vậy. Bạn dần phải chấp nhận sự không hoàn hảo trong mối quan hệ của mình và cũng nhìn nhận lại những thiếu sót của bản thân. Song nếu đối phương vẫn tiếp tục đẩy mâu thuẫn lên cao, bạn khó có thể nhẫn nhịn thêm nữa. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Ngày này bạn cũng sẽ tìm ra những cách mới để hoàn thành công việc được sao. Dĩ nhiên bạn vẫn mất đi một ít thời gian để thử nghiệm và điều chỉnh. Song kết quả cuối cùng mới là điều bạn quan tâm và cảm thấy hài lòng về những thứ mình làm được. Là một trong ba tuổi đón lộc do thiên tài nhập cục, người tuổi Hợi đón khá nhiều vận may về tài lộc trong ngày. Tài tinh này giúp cho bản mệnh tìm được thời cơ, kiếm tiền khi mà không ai tìm thấy được. Hơn thế nữa, con giáp này lại mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, nên tiền bạc cứ thế chảy vào ào ào túi, rủng rỉnh chi tiêu. Quý vị thân mến, như vậy kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất ngày 17 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.